được chào mừng quý vị đại biểu, quý thầy cô, toàn thể các bạn học sinh đã đến với chương trình hoạt động ngoại khóa trò chơi dân gian ngày hôm nay. Tôi Mạnh Ngọc Đoàn xin gửi tới toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn học sinh thưởng thức một tiết mục nhảy popping do bạn Lê Popper thể hiện. Xin mời nhà trường đón xem. Point of view.
point of view.